Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Tùng Tám. Hiện tại là ngày 28 tháng 1 năm 2019 dương lịch, thì cũng là ngày 23 tháng 12 năm 2018 là âm lịch. Thì chúng tôi là vừa hoàn thiện và lắp đặt xong cho gia đình nhà bác Hòa Huê tại Yên Dưỡng một bộ sập thờ và một chiếc sập ngồi. Tất cả là đều chất liệu gỗ mít ta. Đây, chiếc sập thờ kia thì chúng tôi đã hoàn thiện từ hôm trước rồi. Chiếc sập thờ tứ linh. Đấy, và hôm nay thì chúng tôi là lắp đặt nốt cho gia đình bác là chiếc sập ngồi gỗ mít này, thì có kích thước là 1m8 x 2m2 và được chạm 3 khoang. Chúng tôi được bác yêu cầu là chạm dưa. Chạm đơn giản thì cho bác dễ vệ sinh và lau chùi, nhưng mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ. Chạm dưa sóc thì không quá đục kênh bong quá sâu. Đây là bác bá chủ nhà đây. Bây giờ tôi sẽ vào bên trong quay chi tiết hơn để cho quý vị và các bạn thì cũng có thể tham khảo chiếc sập như thế này cho gia đình mình. Đây, chiếc sập này thì đã hoàn thiện BU bóng rồi. Hiện nay thì gỗ mít thì cũng được khai thác khá là nhiều, nên là giá thành cũng có cao hơn một chút so với những chất liệu gỗ như là hương hay là gỗ đỏ. Đó, như quý vị và các bạn ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình là 0987 510 806, và có cái địa chỉ website là đogotung8.com. Cơ sở chúng tôi thì là ở Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Đấy, nhưng nếu các bạn là người lần đầu tiên xem video này thì có thể bấm đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi chúng tôi khi ra được những video mới nhất. Đó, nhân dịp sắp Tết Nguyên Đán thì là chúng tôi xin chúc bác và gia đình là chuẩn bị một năm mới dồi dào sức khỏe và hạnh phúc để đón một năm mới an khang và thịnh vượng. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.